Khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần lấy một sản phẩm vừa đủ và sau đó thoa đều một lớp mỏng nhẹ nhàng trên da. Các bạn sẽ cảm thấy là da được làm ẩm hơn, mượt hơn và sẽ không còn gặp tình trạng khô và bong chóc nữa. Xin chào, mình là Misha, là skin coach từ Bioderma. Trong series Thấu hiểu da khô lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô trên da. Trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là giải pháp Bioderma đã mang đến cho các bạn có làn da khô như thế nào ha. Như chúng ta đã biết là một làn da khô là một tình trạng da mà hàng rào bảo vệ da của nó đã bị mất đi hai vai trò. Thứ nhất là vai trò bảo vệ và thứ hai là vai trò duy trì độ ẩm. Cũng như một làn da khô thì hai yếu tố là cả nước lẫn dầu sẽ bị mất cân bằng. Vì vậy mục tiêu của Bioderma là làm sao có thể khôi phục lại được chức năng khỏe mạnh, chức năng vốn có của một hàng rào bảo vệ da. Và thứ hai là phải cân bằng được cả hai yếu tố là nước và dầu. Và với mục tiêu đó thì Bioderma đã cho ra đời một bằng sáng chế có tên là Skin Protect. Và Skin Protect thì sẽ có trong sản phẩm đó là Aetoderm Cream. Đây là một sản phẩm rất phù hợp với những bạn có làn da khô. Sản phẩm này sẽ đánh vào cả hai yếu tố, đó là yếu tố nước và các yếu tố lipid hay còn gọi là thành phần dầu trên da của mình đó. Với yếu tố nước cũng như là thành phần nước thì sản phẩm sẽ giúp kích thích tổng hợp HA. HA là một thành phần được ví như là một cục nam châm á. Nó sẽ bắt nước và thu hút nước từ môi trường bên ngoài và nó sẽ dự trữ nước cho da của mình để da của mình sẽ không gặp phải tình trạng mất nước. Và với các thành phần lipid thì sao? Thì sản phẩm này với Skin Protect nó sẽ có thành phần là vitamin PP hay còn gọi là ceramide. Thì đây là một thành phần sẽ giúp kích thích tổng hợp lipid khiến cho da của mình có thể mang về một cái hàng rào bảo vệ da thật là chắc khỏe cũng như là một lớp sừng thật là chất lượng. Hy vọng là với sự thấu hiểu tường tận về hệ da cũng như là nghiên cứu tìm tòi để cho ra đời Skin Protect cũng như là Aetoderm Cream thì các bạn có thể tìm được một sản phẩm phù hợp và sẽ không còn phải đau đầu với làn da khô của mình nữa ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.